Xin chào các bạn, mình là Hương. Xin chào đã đến với kênh YouTube của mình. Và đây sẽ là video đầu tiên trên kênh này. Mình muốn khởi đầu bằng việc thực làm một cái, nhưng mà tác là một dạng những cái câu hỏi theo một chủ đề nhất định nào đó của cái người tạo ra ấy. Và nhằm mục đích chỉ là để giải trí và để những cái bất cứ ai mà có hứng thú có thể trả lời những câu hỏi này. Và nó không phải là cuộc thi gì cả, chỉ là theo ý chủ quan của những cái người muốn trả lời câu hỏi thôi. Và người khác có thể tìm hiểu về cái người trả lời những cái tác này, tìm hiểu về bản thân, rồi tính cách, vân thích vân vân. Thì mình hôm nay sẽ làm một cái tác gọi là Reading Habitat, thói quen đọc sách. Theo như mình biết, mình tìm hiểu thì là cái người tạo ra tác này là họ đã xóa video gốc rồi, cho nên là mình sẽ, nếu mình có thể tìm được video gốc thì mình sẽ link vào bên dưới, còn nếu không thì mình sẽ có thể link một vài những video khác mà của các cái booktuber trên thế giới họ làm rất là hay, thú vị. Thì câu hỏi đầu tiên đó là bạn có một cái nơi nhất định ở nhà để đọc sách không? Thì, mình có thể đọc ở bất cứ đâu trong nhà, miễn là thường ấy, thường ví dụ đọc sách, nếu được mình đọc sách giấy thì mình sẽ có cái nơi trên giường này, trên giường trước khi đi ngủ. Thứ hai là cái phòng khách, mình hay mang chuyện xuống cái phòng khách để ngồi đọc. Thế thôi. Thế thì cũng là có nơi nhất định để đọc sách đấy, là trên giường phòng mình và ở phòng khách. Ở phòng khách có một cái chỗ ngồi mà mình cố định ngồi đấy, thì đấy, chỗ đấy sẽ là chỗ mình để sách đọc, mình lúc nào mình có thể đọc sách. Nhưng mà chủ yếu thì trên giường đấy. Còn nếu đọc sách giấy nhá, còn nếu đọc sách ebook thì mình thường hay đọc trên cái iPad này, cũng đọc trên giường này. Riêng với cái iPad thì mình có thể đọc kể cả dưới bếp lúc khi vừa ăn vừa đọc ấy. Câu hỏi thứ hai là có dùng bookmark hay là dùng một kiểu bất cứ cái gì mà bạn có thể dùng để làm đánh dấu sách được. Hồi xưa, hồi bé mình đọc sách thì mình hay gập giấy lại để đánh dấu sách, dog ear ấy. Mình vẫn còn rất nhiều quyển sách mình mua từ hồi xưa đến giờ vẫn giữ, mình như cái bộ Harry Potter mình mua là bản đầu tiên xuất bản ở Việt Nam, thì có rất là nhiều cái nếp gấp. Đấy là hồi xưa thôi, còn sau đó dần dần khi mà mình biết đến sự tồn tại của đánh dấu sách thì mình mới bắt đầu chuyển sang đánh dấu sách. Cái hồi xưa ấy thì mình cũng thỉnh thoảng là dùng các cái giấy ăn các kiểu, các thứ linh tinh để kẹp sách. Hoặc là kể cả bây giờ nhá, có những lúc mà đang đọc quyển này chẳng hạn, mà mình chỉ cần đi một lát thôi thì mình tạm thời lấy luôn cái bút để kẹp vào, sau đó mình quay lại và đọc tiếp. Nhưng mà đấy chỉ là tạm thời thôi. Còn nếu gọi là bookmark vĩnh lâu dài cho cái quyển sách đó, đến khi từ đọc lúc đầu đến khi kết thúc, thì mình sẽ dùng thì đương nhiên mình sẽ có bookmark. Mình có rất nhiều bookmark. Đây là những cái bookmark rất là cứng, mình rất thích. Cái này mình còn đang định ý định mua nữa vì nó, cái này mình mua trên Tiki là Fairy Corner. Rất nhiều chủ đề, mình có mua 3 cái loại của nó rồi. Và mình có cả của Tiki được tặng lần nào ấy. Đây đây. Đấy. Ngoài ra thì mình cũng có cả bộ bookmark của Nhã Nam, rất nhiều. Thậm chí không chỉ của Nhã Nam mà có thể là của các nhà sách khác, các thứ khác. Dễ hồi xưa mua nhà đi là sách trí tuệ, mình còn có cái này nhưng mà nó hơi xấu, mình chả dùng mấy. Hồi xưa đi họp cái Romit phát đấy. Và có, mình cũng có mấy cái bookmark của Kim Vinaphone. À, hồi xưa mua Lucky Look của cái tạp chí Lucky Look, nó kêu cái viết. Rồi cái này là của các chị mình ở bên Đức. Đấy, rồi thì cái này mua ở Huế, mình hình như chưa dùng, bây giờ mới lôi ra đấy. Thế đó, nói chung mình có cả một bộ rất là nhiều. Bây giờ sẽ là mình liên tục dùng bookmark. Rồi, câu hỏi tiếp theo là bạn sẽ có thể ngừng đọc bất cứ lúc nào hay là ngừng đọc sau một cái chương hoặc là sau một số trang nhất định nào? Thường ý, đa số mình sẽ kết thúc sau một chương, sau bao nhiêu chương. Mình sẽ không ấn định trước là mình sẽ phải đọc bao nhiêu chương, là mình
đọc đi khi nào mình cảm thấy buồn ngủ, hoặc là đến lúc phải ngủ, hay là đến lúc phải làm việc khác, hay là đến lúc không muốn đọc nữa. Nhưng mà thường mình sẽ kết thúc xong một chương, kết thúc xong chương đấy rồi mình sẽ ngừng. Có lúc thì ví dụ mệt quá hay là cũng cảm giác không muốn đọc nữa thì mình có thể ngừng ngay giữa chương cũng được, không sao cả. Rồi chứ cũng không nhất thiết là cứ phải kết thúc một chương. Còn về việc ấn định được cái số trang để đến mình sẽ phải đọc đấy, trang bao nhiêu đấy thì mình chưa bao giờ làm việc đó. Thế cho nên là mình có thể ngừng bất cứ lúc nào được, hoặc là thường sẽ là nếu mình ý thức được thì sẽ là sau một chương, kết thúc một chương mình sẽ ngừng. Để thả rông ra thì có thể ngừng bất cứ lúc nào được, cũng không quan trọng lắm về cái này. Nhưng còn riêng về cái ấn định số trang trang này thì mình lại không không làm thế bao giờ mấy. Vì nói chung khi đọc thì mình chả để ý để trang bao nhiêu cả ấy. Câu tiếp theo là bạn có hay đọc hay là uống trong khi ăn không? À trong khi à bạn có hay ăn và hay hay ăn hoặc uống trong khi đọc không? Có chứ. Đương nhiên rồi. Những quyển hay trời ơi. Lúc ăn nhá thì bắt buộc mình phải làm gì đó. Vừa ăn mình có thể vừa xem phim. Còn nếu không mình đọc, hoặc là mình xem phim mình, hoặc là mình đọc, nếu quyển đấy quá tuyệt vời thì quá hay thì mình sẽ dành thời gian để đọc nó. Trong lúc ăn, ăn sáng này, ăn trưa, ăn bất cứ cái gì thì mình cũng đều có thể ăn và đọc được. Thường là như thế thì mình sẽ đọc ebook hơn, bởi vì mình không phải cầm, với cái iPad thì mình dựng rồi trước mặt rồi mình vừa ăn vừa đọc thôi, nó sẽ dễ hơn là cầm quyển sách giấy. Vừa cầm nó hơi khó, nhưng mà cũng có lúc như thế, nếu quyển đấy rất là hay, hay vừa ăn vừa cầm cái quyển sách thì nó đúng là khó thật mà. Ý là sẽ phải lấy tay và gặp một cái tay cầm, thường cầm hai tay này này, chứ mình cũng không cầm một tay đọc như thế. Không phải lúc nào mình cũng vừa ăn vừa đọc. Hồi xưa thì thường hay thế, còn bây giờ thì ít lắm. Phải sách nó phải rất là gọi là khiến mình hồi hộp căng thẳng, mình cần biết chuyện gì sẽ tiếp theo mình mới có thể mình mới làm thế được. Câu tiếp theo là gọi là multitasking, đa năng. Âm nhạc hay là tivi khi đọc? Mình hay bật YouTube, mình rất hay bật YouTube nhưng mà mình hầu như không xem. Bật YouTube chỉ để là có cái giọng thôi. Quan trọng mình bật YouTube để có một cái giọng nói ở ngoài cửa, mình rất thích nghe cái giọng nói. Thế là mình toàn bật YouTube nghe thôi, thế cho nên là không biết cái đấy có thể gọi là tính TV không. Chứ còn mình hay bật YouTube trong khi đọc. Khi đọc thì mình đọc thôi, còn cái giọng cứ kệ nó thôi. Nhưng mà ngoài ra mình cũng có lúc bật nhạc, nhạc cổ điển ấy. Mà các bạn chưa biết thì mình rất thích nghe nhạc cổ điển. Chopin, mình cực kỳ thích nhạc Chopin, không phải sao nhà ông ấy rất là hợp với mình. Có thể là nếu nếu tính YouTube là TV thì đấy cũng cũng là TV đấy, và có bật nhạc, mình sẽ chỉ nhạc, mình chỉ bật nhạc cổ điển thôi. Nhạc không lời. Chứ mình không bật nhạc có lời gì cả. Thực ra thì mình ít khi nghe nhạc có lời lắm. Câu thứ 6 là đọc một quyển sách một lần hay là đọc nhiều quyển sách trong một lần? Mình luôn là người đọc nhiều quyển sách trong một lần. Mình có thể đọc đến 4 5 quyển một lần trong một lần đọc. Không phải ý một lần đọc là ngồi đọc một một lúc cầm 5 quyển sách để ngồi đọc, mà tức là trong một cái khoảng thời gian đọc thì mình sẽ đọc cùng lúc đến mấy quyển liền, có thể 4 quyển, 5 quyển. Mình thường sẽ như cái lần vừa rồi thì có thể là mình hai quyển sách giấy và hai quyển ebook mình sẽ đọc cùng lúc. Một quyển trên iPhone, một quyển trên iPad và hai quyển sách giấy. Mình đang có rất nhiều sách giấy hiện giờ đang không đọc đây, đang chưa đọc. Nó bày la lên trên giường mình thế này này. Thì mình nên mình cũng đang cố gắng tăng tốc để đọc nhiều quyển hơn, sách giấy hơn. Còn hiện giờ nhá, mình đang đọc 3 quyển. Là quyển thứ nhất là đây, mình đang đọc quyển này, đọc quyển này. Quyển này thì mình đã từng đọc bản tiếng Anh rồi, năm ngoái rồi, rất là hay. Mà mình đọc bản tiếng Việt, tiếng bìa cũng đẹp mà. Hai quyển nữa là một quyển à một quyển nữa là hai quyển ebook là If Iblis của Stephen King mới ra năm nay. Nó truyện ngắn, nó là tuyển tập truyện ngắn. Hiện giờ mình đọc chưa thấy có gì kinh dị lắm. Mình không biết có gọi là tuyển tập truyện kinh dị không, nhưng mà mình không thấy nó kinh dị lắm. Quyển thứ hai là Wicked Scent của Emily Duncan, vì năm nay nó ra quyển thứ hai nhưng mình muốn đọc quyển nhất xem thế nào. Nó cũng là khá là hot năm ngoái năm kia gì đó. Nó còn thuộc dạng YA fantasy. Mình dự định là sẽ đọc tiếp ba quyển này, tức là ba quyển tiếp theo mình định đọc ý đó, và quyển này đấy,
chung đấy là dự định thôi, còn mình không biết là mình lúc đấy có hứng thú đọc mấy quyển đấy không, nhưng mà dự định sẽ là đọc tiếp quyển đó sau khi kết thúc một quyển ebook và Morning Crow. Cho nên là mình hầu như không bao giờ đọc một quyển một lần. Đọc nhiều quyển thì có lúc mình chán quyển này mình sẽ đọc quyển kia kiểu thế. Và mình hậu không bao giờ bị loạn nội dung cả. Từ xưa rồi, từ xưa mình đã có kiểu đọc nhiều quyển một lần và không bao giờ bị nhầm lẫn nội dung với nhau cả. Có chăng mình chỉ bị ảnh hưởng từ những quyển chuyện đấy ở ngoài đời thực thôi. Tiếp câu 7 là đọc ở nhà hay là đọc mọi nơi? Đọc mọi nơi, đương nhiên rồi. Ngoại trừ những lúc mình đi đi cà phê với bạn thì mình có mang sách đi, nhưng mà không phải để đọc mà để chụp ảnh sách. Từ hồi cấp 2 cho đến tận bây giờ, bất cứ ai cũng sẽ biết mình là dạng mọt sách. Mình là một đứa mọt sách bởi vì ngày nào mình cũng mang một cuốn sách. Và hồi xưa mình còn nhớ là có đứa nào bảo mình là mỗi ngày mang một cuốn sách. Bất kể cả đi bệnh viện nhá, đi khám hay đi, nói chung đi bất cứ đâu mà yêu cầu phải chờ, hay là đi, nói chung đi đâu đấy, mình đều mang một cuốn sách và mình đều cảm thấy cực kỳ rất là yên tâm khi mà có một cuốn sách ở bên cạnh mình. Tức là những cái lúc rảnh rỗi quá mức, nhàm chán quá mức hay căng thẳng, mình sẽ đọc cuốn sách để thư giãn hơn. Sách là điều, là một cái thứ không thể thiếu được với mình được ấy. Nên là luôn luôn có sách đi của mình. Lúc đi chơi thì có thể không mang sách, đương nhiên. Chơi mà, chơi với bạn bè thì sao mà không đi ngồi đọc sách của mình, đúng không? Nhưng mà có thể mình mang sách để chụp ảnh. Thế thôi. Thế cho nên không chỉ đọc ở nhà mà còn đọc ở mọi nơi mọi lúc, mình đều đọc được. Kể cả không mang sách thì mình có sách ở trên ebook, trên điện thoại để đọc. Câu 8 là đọc to hay là đọc thầm trong đầu? Thì mình thường đọc thầm. Hồi xưa mình cực kỳ thích đọc loa ngoài tiếng, mình rất thích nghe giọng của chính mình khi mình đọc sách tiếng Việt ấy. Thế cho nên là hồi xưa mình rất hay đọc to. Mình đọc to nhiều lắm, đến mức mà bây giờ mình đọc nói cực kỳ nhanh. Mình đọc sách, bây giờ mình mà đọc sách cho ai đấy, mình đọc không biết sao mình nói nó nhanh trong khi với mình nghe thì thấy rất là chậm, rất là vừa phải, nhưng mà khi mình nghe lại cái giọng đấy của mình thì trời ơi sao mà nói nhanh thế không biết. Thế là mình cũng không hiểu sao thế, chung kiểu quen rồi ấy. Hồi xưa đã đọc sách to, đọc lời rất là quen rồi. Nhưng dần dần thì mình bắt đầu đọc thầm quen hơn, bởi vì đọc thầm nó không gây bất tiện cho người khác ấy. Nên là khi ở nhà thì mình có đọc to thì mình bây giờ bắt đầu đọc to. Từ khi mình bắt đầu đọc truyện tiếng Anh thì mình đọc to truyện tiếng Anh. Thế coi như là luyện luôn phát âm và cách nói các kiểu, cho nên là bây giờ mình khá tự tin về việc nói tiếng Anh phát âm. Bởi vì mình nghe YouTube tiếng Anh nhiều lắm, cho nên vì thích nghe cho nên là cũng thích nói. Dĩ nhiên không phải là kiểu speaking, nói người lại gì cả, nhưng mình muốn reading ý, đọc to bằng tiếng Anh, bởi vì mình cũng thích nghe giọng mình nữa. Thì mình biết là đọc thầm, nhưng mà riêng chuyện tiếng Anh thì mình sẽ đọc to. Có lúc thì đọc chuyện tiếng Anh không phải lúc nào đọc to đâu, mà vẫn đọc thầm, rồi có đoạn thích thì đọc to thôi. Câu 9 là bạn có hay kiểu đọc trước không? Hay là thậm chí là còn gọi là nhịn cốc mấy trang ấy. Với chuyện nhá, mình không bao giờ đọc trước cái kết cả. Đấy điều tối kỵ, nguyên tắc đầu tiên của mình, không bao giờ đọc kết trước. Chỉ có đọc cùng lắm mở đầu và phần tóm tắt nội dung của quyển sách thôi, nhưng không bao giờ có chuyện mình đọc cái kết trước. Đấy là đương nhiên rồi, với mình. Còn về mặt nhảy cóc trang thì có thể, nhưng mà thường là các cái chuyện sách giấy mình mua thì mình đã đảm bảo là những quyển đấy là mình sẽ thích nó, cho nên mình sẽ hầu như không đến mức chán quá mức để mà nhảy cóc ra đâu. Thật ra cũng có quyển như thế đấy thì ít lắm. Với quyển tiếng Anh thì cũng không biết sao mình lại có thể nhảy cóc dễ hơn. Nói chung là không bao giờ đọc cái kết trước. Mình không bao giờ đọc cái kết trước. Còn với nhảy cóc thì có thể, nếu cái đoạn này quá chán mình có thể nhảy cóc mấy trang trước. Nó cũng chẳng được gì đến nội dung. Câu 10 là bạn có hay làm gãy gáy sách không? Hay là vẫn cố gắng giữ cho nó như mới? Thì hiện tại thì mình hầu như không làm gãy gáy sách nữa. Hồi xưa thì có. Thực ra thì mình thấy cũng chẳng sao cả. Gãy cái hay không thì nó vẫn là sách của mình vẫn giữ nó. Và ý mình không làm xé giấy hay là hỏng bìa hay là thế nào cả. Với mình gãy cái nó không phải cái gì nó quá là to tát cả. Chứ còn, cho nên mình cũng không cần bắt buộc phải đọc sách theo cái kiểu như là
này thì nó hơi khó chịu, cứ thoải mái mở ra thôi. Thì mở ra này thì với những quyển như này nó sẽ không bé, nhưng mà có những cái quyển nó dày hơn thì có thể mình làm gãy gáy, mình sẽ dễ bị làm gãy gáy với những quyển rất dày. Thì ví dụ quyển Harry Potter tập 4 của mình khá là dày và nó gãy gáy nhiều lắm, nhưng mà mình thấy thật ra cả nó lại cả cảm giác mang cái vẻ sách đã dùng rồi, quyển sách này đã được đọc rất nhiều lần. Thì sách sinh ra để đọc đúng không, chả nhẽ để đấy trưng bày mẫu. Nếu không làm gãy sách cũng chả sao cả, và nếu làm gãy sách thì cũng chẳng sao. Mình thì như nhau, mình không còn không quá quan trọng là phải giữ nó mới. Mình mới mua một cái quyển, mua qua Lazada. Thì quyển này thì trên Tiki không để bán nữa, và hình như có vẻ nó ít nơi bán. Nhưng mà nếu có bán thì nó cũng là sách cũ rồi ấy, kiểu sách để lâu không ai dùng. Đây là quyển này bởi vì cái người bên nhà sách họ cũng nói với mình là quyển này khá là cũ rồi và mình có thể trả lại sách nếu cảm thấy không hài lòng. Mình thấy thực ra chẳng sao cả, nó vẫn với mình mới vậy, nó chỉ nó vàng ở đây này. Mình có rất nhiều quyển sách nó bị ố vàng, nhưng mà mình thấy thế cũng là bình thường thôi, bởi vì sách cũ ố vàng chuyện bình thường mà đúng không? Rồi, câu 11 là câu cuối cùng. Bạn có biết vào sách không? Không. Mình không có thói quen ghi chú hay là dán giấy nhớ vào quyển sách cả. Chứ từ xưa rồi là mình đã không có cái thói quen đó rồi, mình không có thói quen viết sách. Mình cảm thấy viết sách nó cứ thế nào ấy, nó hơi bị xâm phạm một quyển sách đấy. Mình cũng hiểu là những người họ họ thường hay ghi chú trong sách đấy thì kiểu mỗi lần họ đọc sách họ đều có một cái bút bên cạnh hay là một đống thứ giấy nhớ bên cạnh để có gì họ ghi chép rồi họ đánh dấu kiểu. Bởi vì mình thấy là khi đọc sách mình cứ phải kè kè thêm một đống giấy nhớ rồi bút các kiểu, các loại các thể loại bút đánh dấu vân vân, thì mình thấy nó bất tiện quá. Thế lại còn mất thời gian nữa, rồi lại còn cồng kềnh, cầm quyển sách là quá đủ rồi, đâu cần phải cầm thêm một đống thứ đấy nữa đúng không? Để với mình nhá, với mình nghĩ thế. Chỉ có với sách tiếng Anh nhá, sách tiếng các tiếng nước ngoài mà mình đọc, mình có biết tiếng Đức và tiếng Pháp. Mình đang cố gắng đọc tiếng Pháp nhiều, còn tiếng Đức thì mình đọc cũng khá là ổn rồi. Không 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 phải khá là ổn, nhưng mà gọi là cũng vừa ổn. Từ nào mình không hiểu mình tra từ điển và mình ghi luôn nghĩa của từ đấy ở trong một quyển sách, thì hoặc là cấu trúc hay là chia động từ cái gì đó, thế thôi, và cả tiếng Anh nữa. Chứ mình không không có ghi chú cảm nghĩ hay là cảm cái đối đoạn này cảm thấy rất là cảm động hay là thế nào cả, hay là đánh dấu cái giấy nhớ, mình không không có thói quen đó. Mình chỉ có ghi từ mới thôi về các quyển tiếng nước ngoài. Quyển vừa rồi mình đọc quyển non-fiction, đấy là Trật tự thời gian, thì mình phải ghi các thể loại vào giấy thế này, xong mình kẹp vào quyển sách vì nhiều cái nó khó hiểu ấy thì phải ghi ra ấy. Nói chung mình không 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 cảm thấy thoải mái khi mà ghi vào sách, đặc biệt là bút bi. Thực sự cảm thấy viết bút bi mình không thấy thoải mái về viết bút bi vào sách đâu, bút chì thôi. Cho nên viết bút bi thì mình phải lấy một quyển tờ giấy ra để vào viết. Đó là 11 câu hỏi về thói quen đọc sách của mình. Nên là nếu các bạn cảm thấy thú vị thì hãy like video này, chia sẻ nếu thích. Đây sẽ là video đầu tiên, nhưng mà hy vọng các bạn vẫn sẽ subscribe mình. Mình sẽ có rất nhiều thứ để nói cho kênh. Ôi giời, chả biết nói cái gì nữa. Ôi giời, thế nhá. Tạm biệt.